Trẻ trâu lại có trò chơi anh em ạ. Bọn này hôm nay không biết phát kiến ra cái món gì. Đi ra xem cho nó chơi cái trò gì anh em nhé. Ai xài anh em này, hôm nay có trò gì đây? Ui trời ơi, bọn này hôm nay rảnh đấy nhỉ, đi cầm dây lịt ra đây làm gì đấy? Anh làm sao biết được? Hả? Đây không phải dây lịt. Đây không phải dây lịt đâu, anh biết đây là cái gì? À đây dây thừng, nhầm, thì bảo dây lịt. Con này là con ốc mới của bọn em mới tạo ấy. Ôi mới mua. Anh thấy bảo cái con này đắt tiền lắm. Đắt chứ, 2 tỷ đồng. Thôi mày đừng có nói điều thì con này chắc 2.000. Anh đụng vào không có tiền đền đâu, sức sơn. Của San đúng không? Của ai đấy? Con này em mua đấy. Ui thằng này lắm tiền thế. Còn Trường cũng là của anh với Trường là anh em mà. Đưa đây. Anh hỏi ông Trường em có cho anh mượn không? Trường mày có cho anh mượn đâu. Hôm nay anh ơi, Spiderman ơi, cho anh con này đi. Không được anh. Thế bây giờ chơi như nào? Anh xem nào, để anh xem chúng mày chơi kiểu gì nào. Đây là đường đua á? Đây là cái đường đua kiểu gì? Đua kiểu gì? Tức là mày như con giun này á. Ấy là đua đâu? Đua kiểu gì xem nào. Bọn em sẽ đua theo phong cách gọi là châu Âu. Dubai. Đua xe phách châu Mỹ. Là đi trên con xe off-road này. Là cuộc đua là đi xe điều khiển trên dây. Ừ. Đâu đi đi xem nào. Ví dụ mà cứ đi này nhá. Đấy, leo đi này. Đi trong cái dây này. Ngoài mà đi đâm lên hết đoạn kia. À đi qua cái cổng kia. Thế cái xe cứu thương này để làm gì đây? Là người bị thương là phải cho cứu người thương cho đi cứu luôn. À hóa ra là kiểu chở người đi cứu thương đấy hả? Chờ sẵn đây đúng không? Chờ sẵn đây. À được đấy nhỉ, trò này hay đấy nhỉ. Ai mà ra khỏi cái vòng này, ví dụ đang đi xe này nhá. Không may mà đi ra như này nhá. Đây, thua luôn. Là như thế là thua luôn. Rồi anh em mình vào chơi đấy, vào đấy. Hả? Chưa xong đâu. Ui cái gì đây? Còn phân phát. Lại còn phải cái này là nhân vật cưỡi trên xe hả? Anh thích con này là làm này. Hả? Làm sao mà được. Ô. Người nhện thích con nào nhỉ? Anh cũng đua mà. Đây cho em con nhau. Cho em con này đi. À con mommy long. Ủa con này dài thế. Ôi thằng này là Kili Vili à? Ôi Lam thì Lam tính lại đi chọn màu hồng. Ôi cái thằng này kệ em, kệ em. Thằng Vương cũng Lam tính đi chọn màu hồng. Ôi thì dài đúng là cái đồ. Anh em này lấy con gì? Em lấy con húc ghi bảy sắc cỏ vòng. Thằng Trường lấy con gì? Em lấy con một húc ghi xanh à? Ôi nhưng mà cái trò này không có ai chơi à? Anh làm gì được? Anh phải chơi nó mới vui chứ. Hả? Hết con rồi. Hết con à? Hết con rồi. Anh thấy có một con này khả năng anh chơi được. Đấy rồi. Anh có con Mickey em ơi. Khả năng cho anh cưới anh chơi đây. Hả? Không đẩy đâu được. Được. Phải là gấu bông. Anh dán keo 502 là được. Không phải là con, là phải gấu bông. Là anh chơi bình thường kia đi. Ô. Vứt đi. Ô này. Mày. Ui, húc ghi ngồi trong đẳng cấp gì? Rơi húc ghi cũng là thua nhá. Bây giờ cứ rơi nhân vật này là thua đúng không? Đúng rồi. À, hóa ra đưa con này đi cấp cứu hả? Thôi bây giờ anh không được chơi, anh bấm giờ cho nhé. Ừ, trọng tài nhé. Tốt quá, ui giời. Anh làm trọng tài hả? Đi xoay bắt lỗi đúng không? Thế này phải xoay cẩn thận nhé, đừng có thiên vị nhé. Anh bên bấm giờ thì anh trách nhiệm, anh bấm bắt. Bắt đầu chưa? Bắt đầu. Khó đấy nhỉ? Ôi giời, khép nhé. Trọng tài công nghệ vàng là xoay thật kỹ rồi nhé. Ra khỏi vạch phát là an toàn luôn. À, 9 giây rồi. Ai dài. Quãng đường còn xa lắm em ạ. Hơi yếu hơi non, 21 giây. Nào. Đúng rồi, chơi nó phải bạo lên. Trọng tài thấy cái lỗi gì chưa? 34 giây rồi. 35 rồi. Nào. Ai dài. Quả này mà không dám phóng nhanh này. Sợ chết. Ai rồi, 46 giây. Cho nhân vật này lên đây. Cho lên đây. Đấy là cấp cứu được một anh húc ghi màu xanh nhá. 6 giây nhá, xa nhá, nhớ nhá. Ok. Bây giờ đến thằng nào nhỉ? Đây rồi, đến thằng nào. Xong cho anh chơi ván này, thỏa đam mê. Ok nhá. Anh nhỉ, anh tí nữa anh bấm giờ. Ừ, thôi tí kia bấm giờ cho anh được. Đưa xếp lên xe lại anh. Mày xếp nó kiểu gì đây? Không, em kiểu chơi kiểu làm à? Nằm này. À được, làm cho nó chắc luôn. Ô thằng này nó khôn, nó buộc vào đây không rơi được. Đấy, thằng này chắc lịch luôn. Đồ team của Vũ phải cẩn thận nhá, đừng làm hỏng đường nhá. Nào, trọng tài soi đi, xem ra không. 12 giây rồi. Ái xài, khoảng đường còn rất xa anh em ơi. Ngắn lắm anh ơi. Ui, làm ngố đi nhanh thế nhỉ. Wow, cố lên, 24 giây, 24, 25, 26. 27 giây nhá San nhá. Ôi giời ơi, Trường thua rồi em ơi. Ủa ơi, 30 chơi thì phải tết anh ạ. À được, trò này vui phết anh em ạ. Mình bấm giờ cho nó tí kiểu gì mình được chơi tí hả? À, chọn cái nhân vật nữ tính để còn chọn cái nhân vật dài ngoằng cái này làm sao mà buộc được. Ôi em buộc vào đấy là vướng chân, không đi được đâu. Xếp xong chưa? Ok đấy. Ui, thằng Vương mày xếp kiểu gì này? À? Mày chơi hai chân chống này chơi ăn gian à? Chỉ cần biết là xe không chạm vào. À, là mày chơi ăn gian. Đúng rồi, thằng Vương chơi ăn gian này các bạn này. Thôi được, chấp. Chống được. Bắt đầu chơi em ơi. Bắt đầu nha, 1, 2, 3. Chơi đi. Minh Vương. Ôi Minh Vương nghe chừng là có vẻ lạp khó mình rồi, sắp ra ngoài rồi. 7 giây. Ôi mâm mi long lét các bạn này.
Nào, 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 nào. Từ từ em phải từ từ thôi. Đích còn xa lắm. Ui, làm có thổi gì ấy? Thổi lắm rồi anh ạ. Nhanh, 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 nhanh. Ôi, 25 giây. Ôi, dài ơi. Thế là hơn 5 ngố 2 giây. Ok. Vậy là ba nhân vật này thì hiện tại là Mami đang nét đăng nhất này. 5 ngố là màu hồng à? À, làm gố nhì và thằng Huggy này là ba nhá. Ba men liệu có chắc thắng không? Trông mày run lắm. À, là chơi. Phải lùi lại. Chơi kili kili á, à, ra một đoạn này lùi lại đi, làm gố lùi lại đi. Ơi, giải ơi. 2 3. Wow. Ôi, sắp ra ngoài rồi. Đấy. Ôi 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 ôi. Ôi. Ôi ôi, đấy đi lùi. Chưa chưa chưa. Chưa bánh vẫn ở trong. Bánh cả hai. Đây vẫn đây. Cố lên em ơi. Kili kili mà để thua. Chơi đi. Ra ngoài chưa? Chưa. Đi tiếp đi, chưa ra ngoài. Sao ba mẹ đi tiếp đi. Cái đó. Đây đây em đi lùi rồi, em phải đi tiến lên đi. Ai giời. Thôi ra ngoài không cần bấm giờ. Bé là người nhận chưa đua xe bao giờ. Người nhận chỉ bắn tơ thôi. Chỉ bắn tơ thôi nhỉ. Đấy, em điều khiển một cái con nhân vật gọi là đẳng cấp như này mà em để thua. Thôi thua thì đứng ở đây nhá. Theo là đến Huggy bài sắc. Có bằng mặt nó đâu rồi? Sao em lại để úp mặt nó đây? Hả? Ừ thôi, được rồi, úp mặt hả? Ok. Bắt đầu chưa? Hai, ba. Ủa, húp ghi cầu vòng. Ôi, sắp ra rồi. Ơi, ra rồi. Chưa, chưa, vẫn dính một tí. Đi đi. À, vào rồi, mày nhá. Tí toàn. 17 giây rồi, 18 giây. Có vẻ hơi chậm, khả năng. Wow, wow. Đừng còn xa lắm em ơi. Đừng còn dài. Wow, wow, wow. Khét nhé. Khét nhé. Wow, wow, wow. Ôi, lâm cột ra ngoài rồi. Ra ngoài. Vậy là giải nhất thuộc về Mommy Long Neck Minh Vương. Ok. Giải nhì là của Lam Sơn Ngũ. À. À. Giải ba này là của ai đây? Ai giải ba nhỉ? Trường. Trường đem ra giải ba. Hai ông này ra ngoài là không tính giải luôn. Spiderman chỉ kém ra ngoài. Tôi thấy anh tạo điều kiện cho hai anh em thắng. Giờ đến lượt anh chơi rồi nhá. Anh cầm gì đấy? Để anh chơi. Nhưng mà nhân vật của anh đâu? Đấy, anh mượn con này không được. Thôi anh đi ra đi. Anh không có nhân vật thì thôi. Anh đi ra. Đi ra. Cày đi anh em ạ. Đấy. Thằng Minh Vương là cái thằng gọi là thất hứa đấy. Mình đã hứa mình làm gọi là trọng tài bấm giờ là mình sẽ gọi là cho chúng nó thắng. Thế nó được giải nhất rồi bây giờ nó đuổi mình, nó khinh mình. Thằng này rất là đẻo. Mình không có nhân vật nào để gắn lên xe nên không cho chơi. Nó có húp ghi thì hôm nay mình sẽ mua một cái nhân vật gì đó nó hot hot về mình gắn lên cái quả xe địa hình này mình ra xin xem chúng nó có chơi nhá. Chứ bọn này nó không có nhân vật nó không cho chơi. Chúng nó có mấy con chúng nó chiếm hết rồi. Thôi đi mua đã. 2000 years later. Ai trời ơi, đồ anh em biết trong này là cái gì nhá. Đấy, nhìn đi cứng cứng nhờ. À, Popit này. Đấy. Lần nào mình mua cũng có Popit nhá. Bây giờ bóc ra xem bên trong nó có cái gì nhá. Ôi trời ơi, anh em nhìn đi bóng bóng này biết cái gì chưa? Đấy. Đồ anh em biết cái gì đây? Rồi, rút ra nhá. Wow, trời anh em nhìn thấy quả đầu con gì đây chưa? Đây là một con đại bàng. À nhầm. Cái này là mỏ giống đại bàng thôi nhưng mà thực ra đây là một con khủng long anh em nhá. Con này là từ thời tiền sử cổ đại nhá. Đây con này là khủng long gọi là giống như con tê giác ấy. Đây là có sừng này. Sừng ở mũi với sừng ở hai bên này. Nhìn qua nhìn rất giống một con khủng long luôn. Đấy. Con này thì to khoảng tầm bằng cái tay mình. Ở đây nó có một cái lỗ này để đút được cả bao tay mình vào này. Đấy. Đút bao tay vào đây các bạn này. Có luôn một quả lắm đống khủng long luôn anh em nhá. Đấy. Đấy. Đấy, còn ngậm được mồm luôn anh em này. Đấy, sai khét luôn. Hello. Ấy nó trả lời mình luôn các bạn ạ. Là cái bao tay các bạn ạ. Đấy mình đeo vào mình điều khiển được nhá. Đấy, nó mồm nó nhai nhai được như thật. Có tay mình thì các bạn nhìn cho giống một con khủng long thật không? Đấy đang nói chuyện không? Đấy. Đúng y thật luôn, không khác một tí gì luôn. Đấy, cao su luôn, màu mè này. Đấy mắt nữa nhá. Nhìn mắt như thật luôn. Đấy, ánh lên nhìn rất là dữ dàn. Con này thì hình như là mình nghĩ là nó ăn cỏ thôi, chứ không giống như cái con khủng long ăn thịt. Khủng long ăn thịt nó có răng cơ. Con này là ăn cỏ thôi. Nhưng mà cái mỏ này mà nó bập vào là cũng toang ấy. Nó lấy một cái vải này mình che lên tay đấy, chỉ nhìn mỗi cái đầu thôi. Đấy, anh em nhìn nó giống một con khủng long con nha. Đấy. Khủng long tiền sử luôn. Đấy, bây giờ mang ra để dọa bọn trẻ trâu tí về. Vừa bắt được con khủng long này. À, sợ chưa? Khủng long đấy, cả đợt nó cắn. Anh bịt em hả? Khủng long thật. Khủng long thật luôn. Giải.
Nhìn đẹp không? Cái này đang hot trên mạng. Đang hot chen luôn. Bỏ ra đi hóng. Tí nữa anh sẽ cho tất cả anh em chơi cái con này. Nhưng bây giờ cho anh nắp thử vào cái ô tô điều khiển anh chơi tí. Được không? Vâng. Được không? Tí cho anh em chơi luôn. Như Lam nhìn con này có giống khủng long thật không? Đẹp hết. Đẹp nhỉ? Như thật luôn. Không, để anh chơi trước cũng cho. Cho mày chơi trước tí, mày không cho anh đua xe đâu. Bọn này bây giờ không tin bọn này nữa. Ê, nghe kẹp vào đây luôn. Bây giờ kẹp nhá. Đi, đây là mình đang độ lại cái con này, em hiểu không? Anh Hùng ạ. Đâu rồi, cắm vào đây. Đấy, úi giời, thằng này thông minh. Wow, úi giời. Ui. Thấy chế lên quả này, nhìn thấy chất con xe cho nó chất. Anh độ một cái con khủng long lên đây, nhìn nó cái xe này nó là cấp không? Wow, cấp luôn. Đang ngửa lên trời để lo chờ thức ăn rơi mồm, em hiểu không? Này, hắn nó chờ xung mày. Không làm mà rồi con. Ôi rồi, anh em đi ra để anh test một quả đường đua. Anh đi sao được mà. Đi đâu, em đi đâu. Một, hai. Xong lông ngoài này. Không được. Ôi, anh Hùng chán anh Hùng lắm cơ. À, này, như này. Ôi, giỏi cái gì đi, Hùng Panda nó là đẳng cấp của thế giới rồi em ơi. Đổ lại anh thôi nhá. Ơi giời, ơi giời. Đừng em ơi, em đừng chơi xấu thế. Anh Hùng đi chán quá. Ơi. Anh đi ra, thằng nào đéo xem đây. Ra ngoài rồi, ra ngoài rồi. Nhìn nghe, nghe cho mày đi. Cái trò này hay cực. Trò gì anh ạ? Anh sẽ dùng cái con xe khủng long này, anh sẽ kéo tất cả. Kéo làm sao được mà. Không được. Khét thế anh Hùng. Đoàn tàu dài 2000 cây số. Đây em giống tàu hỏa hơn anh ạ. Em có tin anh kéo được cái này đi không? Không. À, bắt đầu nhá. Ôi. Đoàn tàu. Anh nhìn em mắc lơ ơi. Rơi. Anh để anh đua thêm trường anh đi. Ôi giời, làm có biết lái đâu mà. Đâu? Đi kiểu gì? Ui ui, cái gì đây? Hả? Huggy đâu? Huggy à? Nó đến á? Nó đến đây gì? Ủa chết rồi. Chẳng có biết anh em mình chơi trò chơi mới rồi em ơi. Anh bây giờ sao anh muốn? Bây giờ làm cái gì giờ? Anh không nghĩ bây giờ cái gì không? Anh ơi, hay là bẫy bằng cái kia? Không, cái đấy nó biết rồi. Anh em mình sẽ đóng giả thành một con khủng long. Đây có cái đầu rồi, bây giờ mình giả nó thân. Tí rút cái vải xanh này ra anh em chùm vào người, hiểu chưa? Bây giờ anh em mình đặt hết búp bê ra để bẫy nó. Để cho nó ra đây nó chơi cái này. Đặt hết xe đây. Anh ơi. Bây giờ em để ra đây mồi nó đi. Đừng khuyến em ơi. Bây giờ nha. Thằng này anh biết là nó ý định là nó đi xuống đây nó cướp cái xe này của em ấy, hiểu chưa? Để đây cho nó vào nó chơi một tí cho em mình dọa cho chạy mất dép luôn. Ra tháo cái vải xuống, đóng giả khủng long. Đấy, cái đầu này hơi nhỏ nhưng mà mình sẽ đóng giả thành một con khủng long nhé. Đây rồi. Huggy nó không biết khủng long đâu. Bây giờ nha, nó nhìn này nó tưởng quái vật thôi. Anh em một tí là trùm thành một cái thân to toải nhá. Tí thoải mỗi cái đầu này ra thôi. Đầu hơi bé nhỉ? Vâng. Nhưng mà đằng sau thân nó to là nó sợ đúng không? Vâng ạ. Con này đột biến xe. Con này như kiểu sư tử ấy. Anh em mình đi. Spiderman đâu? Em lấp ở kia xa này. Em lấp ở hướng này. Đấy, thằng Huggy mà bọn khủng long xông ra là em cũng xông ra cùng nhá. Tí em chỉ thoải mỗi cái đầu ra nhá. Không lộ chân em là nó biết đấy. 2000 years later. Ôi nó vào rồi. Nó đang chơi điều khiển anh em ạ. Anh em đâu? Đuổi đang bắt nó, nhanh bắt đi. Ôi, xong rồi em ơi, xong rồi. Được chưa? Con này dọa nó được em ạ. Mỗi tội đầu hơi bé em ạ. Nó phải mỗi đầu kinh nhân. Em thấy như nó sợ đấy. Nó có sợ không? Nó sợ. Nó nhìn nó không biết con gì rồi chưa? Cơ bản cái thân này to này. Hôm nay anh mua con to đùng về dọa cho trận. Thôi anh em thì dọn thì không nó lại quay lại nó điền nó lại lế đấy. Đấy ok anh em ạ. Đấy, cuối cùng là cái màn gọi là dọa bằng đầu khủng long bằng cao su làm cho Huggy cũng chạy té khói rồi. Nhưng mà mình nghĩ chắc là nó thấy lạ nó sợ thôi chứ lần sau nó biết là nhựa nó vào có khi là nó xé luôn cả này luôn. Cất ra, cất.